Hello mọi người, lại là Hạnh đây. Hôm nay Hạnh sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc túi mini nha. Và với kiểu túi này thì sẽ có họa tiết kiểu mặt như thế này. Ở giữa mình sẽ là cái mũi đó mọi người. Đó, rất là xinh nha. Mình có thể làm theo các size khác nhau. Với cái size nhỏ nhất của mình là mình có thể đựng vừa cái AirPod này mọi người. Đó, đấy là cái size mini. Còn cái size to hơn một chút là như thế này. Và ngoài ra các bạn có thể móc những cái size mà to hơn nữa rất là nhiều nha. Và với màu sắc thì mình nghĩ là màu càng rực rỡ thì càng tốt. Ví dụ như màu cam hay màu xanh, những cái màu rất là đặc biệt thì mình nghĩ là sẽ rất là nổi bật. Và với nguyên liệu là kim móc, mình sử dụng kim móc 2 đầu và sử dụng kim móc 4mm. Cần có một chút khuyên đánh dấu và đương nhiên là kim khâu và kéo cắt rồi đó. Ngoài ra các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một chút mắt thú nha mọi người, thì đã có thể thực hiện xong cái túi này rồi đó. Và mình hy vọng là mọi người sẽ thích cái mẫu túi ngày hôm nay nha. Ok cả nhà ơi, mình sẽ hướng dẫn mọi người trước nhé. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Cách tạo vòng tròn ma thuật như sau. Các bạn sẽ cầm len như thế này, đưa cái sợi ngắn vào bên trong người này, rồi kéo như này, úp lại. Và mình sẽ sử dụng cái kim móc 2 đầu. Và mình sẽ sử dụng là đầu số 4 nhé mọi người. Mình sẽ sử dụng kim móc đầu 4. Các bạn đưa vào đây này, kéo qua, giữ ở đây, đưa vào tay này, móc lên cho mình một mũi mắt xích để chốt nó lại, và móc lên một mắt xích nữa. Tiếp theo các bạn sẽ móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này, đâm vào đây, kéo len, đưa qua, kéo qua cả hai chân. Và mình sẽ đánh dấu cái chân mắt xích đầu tiên này vào. Đó. Tiếp tục các bạn sẽ móc thêm 7 mắt xích nữa, 7 mũi đơn nữa. 2 này. Đó. 3. 4. 5. 6. 7. Và 8. Các bạn có thể đếm số mắt xích này. Bắt đầu từ cái mình đánh dấu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và các bạn sẽ đánh dấu cái chân mắt cuối cùng vào nhé. Mình đánh dấu để đến lúc là những cái bạn mới làm á, các bạn ấy sẽ dễ hình dung hơn. Còn bạn nào quen rồi thì các bạn có thể là không cần đánh dấu cũng được. Rút dây vào này. Thế bây giờ mọi người sẽ trượt vào cái chân mắt màu hồng này nhé. Màu hồng này này, mình sẽ trượt vào, đâm vào đây nhé, đâm vào chân mắt màu hồng này, kéo len qua và kéo qua cái chân móc này. Và bỏ cái đánh dấu này ra. Tiếp tục móc lên một mũi mắt xích. Và các bạn sẽ quan sát, mình sẽ có các chân mắt. Đây là đầu tiên này, thứ hai, thứ ba, thứ tư này. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ đâm vào chân mắt đầu tiên này, một mũi mắt xích, một mũi đơn. Đâm vào đây, kéo qua, đưa qua. Và đánh dấu chân mắt đầu tiên này vào. Đây. Ok. Với chân mắt số 2, móc cho mình 3 mũi đơn. Đây là chân mắt số 2 này, 1 này, vẫn chân mắt đó, 2 và 3. Thế sau đó các bạn sẽ đánh dấu chân mắt số 2 vào cho mình nhé. Đây là 1, 2 ở đây này. Đánh dấu vào. Ok. Tiếp theo, với chân móc tiếp theo là ở bên cạnh này. Đây, mình sẽ móc một mũi đơn. Đâm vào đây, một mũi đơn. Chân móc bên cạnh là 3 mũi đơn ở chung một chân. Các bạn nhớ nhé,
cứ 1 rồi 3 rồi 1 rồi 3. 3 mũi đơn ở chung một chân. Tiếp tục là 1 mũi đơn. Rồi lại 3 mũi đơn. Rồi lại 1 mũi đơn. Và chân mắt màu tím mình đánh dấu là 3 mũi đơn. Đây là 3 mũi đơn. Đó. Để cho các bạn hình dung là những với cái bạn mới ấy, thì các bạn sẽ khó phân biệt về các loại mũi. Ok. Đến đây tiếp tục các bạn sẽ chuột mũi luôn cho mình vào đây. Chân mắt màu hồng. Ở đây các bạn đánh dấu vào lại nhé, để cho những bạn mới hình dung này. Đánh dấu luôn cái chân mắt đầu tiên lúc nãy. Chốt hà. Và bây giờ các bạn đâm vào chân mắt màu hồng ở đây này. Bỏ ra. Đó. Kéo qua. Và kéo qua thẳng bên này, trượt. Và móc lên một mũi mắt xích. Tiếp tục với chân mắt đầu tiên ở đây này mọi người. Các bạn đâm vào đây. Một mũi đơn. Móc lên một mũi đơn và đánh dấu chân mắt đó vào. Ok. Tiếp tục chân mắt thứ hai ở đây. Cũng móc một mũi đơn. Với chân mắt đánh dấu màu xanh là cây này, các bạn móc cho mình 3 mũi đơn chung một chân. Đó, 3 mũi đơn chung một chân. 1 này. 2 này. Và 3. Và các bạn đánh dấu chân mắt đầu tiên vào cho mình. Chân mắt thứ 3. Tiếp tục. Sorry mọi người nha, mọi người sẽ đánh dấu vào chân mắt thứ 2 nhá. Nhớ là chân mắt thứ 2. Ở đây. Tiếp tục. Chân mắt bên cạnh móc một mũi đơn. Bên cạnh nữa lại một mũi đơn. Bên cạnh nữa một mũi đơn. Vậy là bắt đầu từ chân mắt đánh dấu mình sẽ có 1, 2, 3, 4 mũi đơn. Đó. Ok. Tiếp tục các bạn đến chân mũi 1, 2, 3, 4 này. Chân mũi tiếp theo là móc cho mình 3 mũi đơn ở xung một chân nhé. Đó, để tạo thành cái hình vuông đó mọi người. 1 này. 2 này. Và 3. Tương tự như thế các bạn đánh dấu chân mắt số 2 vào cho mình. Ở đây. Để cho các bạn hình dung ra cho nó dễ. Tiếp tục lại móc 3 mũi đơn ở 3 chân tiếp theo. 1. 2 và 3. Thì các bạn thấy là từ chân mắt đánh dấu này sẽ cách là 1, 2, 3, 4 này. Thì mình sẽ lại móc 3 mũi đơn ở cùng một chân, là chân này. 1 này. 2 và 3. Rồi các bạn lại đánh dấu chân mắt thứ 2 vào. Tiếp tục lại móc 3 mũi đơn. 1. 2 và 3. Vẫn là 1, 2, 3, 4 đấy. Bắt đầu từ chân mũi đánh dấu. Còn chân móc cuối cùng ở đây. Đó. Các bạn móc cho mình lại là 3 mũi đơn. 1, 2 và 3. Với chân mũi màu tím này, cuối cùng móc 1 mũi đơn. Và lại đánh dấu cái chân mũi cuối cùng này. Ok, tiếp theo mọi người sẽ trượt vào chân mắt màu hồng này nhá. Mình bỏ ra đã, tại vì nó hơi chật.
nhớ ở đây nhá. Đây, kéo qua đây và móc lên một mũi mắt xích. Tiếp tục, mình sẽ móc thành hình vuông mà, cho vậy mà với chân mắt đầu tiên lại móc một mũi đơn, rồi lại đánh dấu vào. Tiếp theo một mũi đơn tiếp, rồi lại một mũi đơn tiếp. Chân mắt màu xanh là móc 3 mũi đơn ở một chân. Tức là ở đây nó là cái góc của hình vuông đấy mọi người. Thì với cái chân mũi đánh dấu đấy, các bạn nhớ là móc 3 mũi đơn một chân nhé. 2 và 3. Với cái chân móc số 2 các bạn sẽ đánh dấu vào nhé. Luôn luôn đánh dấu chân mắt số 2 cho mình. Ở đây. Tiếp tục. 1. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. 4 mũi đơn và 5 mũi đơn thì sẽ lại đến chân mắt đánh dấu. Chân mắt đánh dấu các bạn lại móc 3 mũi đơn chung một chân. Một, hai và ba. Rồi lại đánh dấu chân mắt số 2 vào. Rồi lại đâm vào các chân mắt tiếp bên cạnh là một mũi đơn. 2 này, 3 này, 4 này và 5. Sẽ có 5 chân mắt mũi đơn như thế. Tiếp tục lại đến màu đỏ, các bạn lại móc 3 mũi đơn ở chung một chân. 1, 2 và 3. Với chân mắt số 2 các bạn lại đánh dấu vào. Rồi lại tiếp tục móc tiếp. 1 nè. 2. Ờ 1 rồi này. 2 này. 3 này. 4 này và 5 này. Thì lại đến chỗ này, nhớ là móc 3 mũi đơn nha mọi người. 1 này, 2 này và 3. Tiếp tục mình sẽ còn lại 2 mũi đơn nữa nhé. 1 đến chân mắt đánh dấu này. 1 này và đến chân mắt đánh dấu sẽ là 2 luôn này. Mình sẽ đánh dấu cái chân mắt cuối cùng để cho các bạn nhìn cho nó rõ. Đây là chân mắt cuối cùng. Sau đó các bạn lại tiếp tục trượt vào chân mắt màu hồng đầu tiên này. Là đây. Kéo qua đây. Móc lên một mắt xích. Và lại móc vào chân mắt đầu tiên một mũi đơn. Rồi lại đánh dấu vào. Đó. Thì các bạn thấy là cái hình của mình nó đang thành hình vuông dần rồi này. Và với cái phương pháp đó các bạn vẫn tiếp tục sử dụng bằng cách tăng vòng lên. Thì các mũi ấy, thông thường này các bạn vẫn cứ móc cho mình là một mũi đơn thôi. Đến mũi đánh dấu các bạn móc cho mình 3 mũi đơn chung một chân. Và đánh dấu chân mắt số 2 nhé. Và đánh dấu chân mắt số 2 vào. Tiếp theo, với các chân mắt còn lại, luôn luôn móc mũi đơn. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Với các vòng tiếp theo thì nó sẽ tăng lên khoảng 2 cái mũi đơn. Tức là vòng tiếp theo thì giữa những 2 mũi đánh dấu này mình sẽ móc là 9 mũi đơn, rồi 11 mũi đơn. Đó. Và tại chân mắt đánh dấu này các bạn lại tiếp tục móc 3 mũi đơn. Rồi lại đánh dấu chân mắt số 2 vào.
phương pháp khá là đơn giản phải không? Đấy, đó là với những cái bạn mà mới chưa biết làm một chút nào thì cũng có thể làm được rất là dễ nha mọi người. Cái túi này làm dễ lắm. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi mọi người móc đến màu đỏ này. Sau khi móc đến màu đỏ thì các bạn lại móc tiếp 2, 4, 6 và 7. Thì với chân mắt này các bạn lại móc 3 mũi đơn chung một chân này. Rồi sẽ còn 1 mũi đơn, 2 mũi đơn và 3 mũi đơn ở đây. Xong lại trượt vào đây rồi móc lên. Và các bạn cứ dùng cái phương pháp đấy tăng size dần của cái túi lên. Nó sẽ thành một cái hình vuông á. Thì nếu các bạn muốn làm túi mini thì sẽ làm cái size nó bé. Còn các bạn muốn làm túi to thì bạn cứ tăng size lên cho thật to là được. Ok nha mọi người. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi mình đã hoàn thành cái size của phần thân túi nha mọi người. Ok, cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp nha. Sau khi mình đã xong cái vòng tiếp theo rồi này thì mình sẽ làm là cái vòng vừa rồi và thêm một vòng nữa. Thì giữa các khoảng cách này là 9 mũi đơn đó. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ cắt cái sợi len đi. Mình chỉ muốn làm cái túi nó bé như thế này thôi. Thì mình sẽ cắt len đi và mình sẽ rút lên. Tiếp theo các bạn sẽ xoay mặt sản phẩm này và sẽ làm như sau này. Hoặc là các bạn có thể đang sử dụng sản phẩm như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái mắt xích đầu tiên ở đây này. Đó, các bạn xoay lại rồi các bạn kéo nó sang đây. Kéo nó ngược ra nhé. Và bây giờ các bạn sẽ đánh dấu cái mắt xích đấy vào nhé. Đánh dấu cái chân mắt lúc nãy đấy. Bây giờ các bạn sẽ làm thêm một miếng giống y xì như thế này nữa nha. Và mình sẽ tạo thành cái phần thành của cái túi như sau. Bây giờ với cái chân móc này các bạn xoay ngược lại như thế này nhé. Mình sẽ bắt đầu đi từ đây này. Đưa len vào tay nhé. Đặt như này. Các bạn nhìn ở đây nó sẽ có các cái hình chữ V ấy, thì các bạn sẽ đâm, nhớ là đâm vào cái cạnh thôi nhé. Các cái cạnh nhỏ ở bên này chứ đừng có đâm hết nhé. Đâm vào các cạnh thì nó sẽ tạo ra cái đường gân đẹp hơn. Nhớ vị trí mũi đỏ này nhá. Ấn vào đây này. Đây. Kéo len. Kéo qua đây. Móc lên một mũi mắt xích. Và tại vị trí đấy đâm vào cho mình một mũi đơn. Và các bạn đánh dấu cái chân mũi đấy vào. Tiếp theo cái sợi dây này các bạn đặt ngang qua để mình giấu luôn nhé. Với cái vị trí này đâm vào cạnh, kéo lên, đưa qua. Đâm vào, kéo lên, đưa qua. Kéo lên, đưa qua. Đó, cứ như vậy thôi. Xung quanh hết các chân móc đơn. Đây. Tiếp theo đến đây thì các bạn sẽ bỏ qua cái này nhé, đâm vào đây. Đây là cái chỗ mà lúc nãy mình trượt mắt xích đấy. Ở đây có một cái cạnh này. Đâm vào đây. Kéo qua. Đưa qua. Và khi đó cái này các bạn có cái sợi dây thì các bạn cứ đặt ngang như thế này. Để mình giấu luôn đi.
bỏ cái này ra luôn. Các bạn sẽ móc đến cái chỗ đánh dấu màu vàng nhé mọi người. Đây. Và bỏ chân mắt màu vàng này ra. Đánh dấu vào đây. Ok, đến đây các bạn móc lên cho mình một mũi mắt xích này. Và xoay mặt sản phẩm lại. Các bạn nhớ cho mình cái chân mắt đầu tiên này nhá. Đâm vào dưới đây. Kéo lên. Và đánh dấu chân mắt đầu tiên này vào nhá. Tiếp tục với các chân ở đây này. Đó, đâm vào đây. Trên đây nó sẽ tạo thành hình chữ V nhá mọi người. Đó, kéo này. Đưa qua hết luôn. Vậy là bây giờ mình sẽ thực hiện mũi đơn xung quanh cái đường viền này thôi. Móc mũi đơn xung quanh đường viền. Sau khi mình móc đến cuối hàng rồi thì đến chân móc đánh dấu này các bạn sẽ bỏ ra này và thực hiện cho mình một mũi đơn vào đây. Rồi móc lên một mắt xích và quay mặt sản phẩm lại. Tiếp tục các bạn vẫn tiếp tục móc mũi đơn vào chân mắt đầu tiên. Mình sẽ thực hiện móc cái chân mắt đầu tiên toàn là tất cả đều là mũi đơn nhé. Tất cả các hàng đều là mũi đơn để mình tăng cái chiều dài của cái túi lên, chiều rộng của cái túi. Đó, các mũi. Thế thôi, các bạn sẽ móc khoảng 4 cho tới 5 hàng để cho cái túi nó to hơn một xíu. Ok mọi người, sau khi hết cái hàng đó thì đến cái mũi mắt xích màu đỏ thì các bạn lại móc tiếp mũi đơn. Và cái độ rộng của túi thì tùy mọi người căn chỉnh nha. Như mình thấy cái túi của mình nó rộng tầm này là ok rồi. Thì mình sẽ dừng lại, móc lên một mũi mắt xích và cắt len đi. Thế thì các bạn sẽ chừa ra một đoạn len khá là dài cho mình nha mọi người. Các bạn sẽ chừa ra dài một chút xíu để tí nữa mình còn khâu nó vào á. Khâu cái miếng còn lại á. Đây, nó sẽ vẻ như thường này. Và mình sẽ rút lên. Các bạn có thể đánh dấu cái mắt xích đầu tiên vào nhá. Để tí nữa mình nhìn cho nó dễ. Và đây là cái mặt phải của sản phẩm. Thì mọi người thấy đây là cái lỗ mũi của nó này. Thì các bạn có thể kéo nó chặt vào một xíu cũng được. Đấy, như này.
Tí mọi người sẽ có thể, bây giờ mọi người giấu luôn đi. Các bạn sẽ luồn cái kim khâu vào nhá. Và các bạn sẽ giấu đi cho mình cái sợi len này. Mình sẽ luồn vào và giấu sợi len đi. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mình đã giấu xong cái sợi len này nha mọi người. Các bạn ơi, sau khi các bạn giấu được còn một đoạn khoảng ok rồi thì mình sẽ cắt cái sợi len đi nhé. Và những sợi len thừa các bạn cắt hết đi. Bây giờ nhiệm vụ của mọi người sẽ là móc thêm cho mình một cái miếng ô vuông như ban đầu lúc nãy á. Mọi người nhớ cái số hàng của mọi người móc lên nha mọi người. Móc hai miếng lúc nãy giống y nhau và bây giờ mình sẽ đặt nó lên đây để khâu thành cái hình chiếc túi nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu nối hai cái chỗ này với nhau này. Thì mình đã có một miếng nữa nha mọi người. Bây giờ các bạn sẽ luồn cái sợi len lúc nãy mà mình bảo để chừa ra để khâu trong cái miếng này á vào kim nha mọi người. Mình đã luồn kim xong đây. Và cái điểm bắt đầu chính là cái điểm này nha mọi người. Các bạn sẽ đâm vào đây nhá. Các bạn nhớ là lộn mặt phải nhá. Mặt phải là mặt có cái lỗ đây này, là cái đường viền này. Đây là mặt trái thì mình để như thế này. Và bỏ kim ra này. Đâm vào tại cái lỗ này nhá. Ở đây là có một cái chữ V này mọi người. Đâm vào đây. Và cái miếng như thế này, đây là hai cái góc này. Còn đây là chỗ mình trượt mũi và mình giấu đi này mọi người. Đây là cái điểm này thì mình sẽ chắp vào đây nhá. Đó. Thế cái bên này các bạn cũng nhớ là đây để mặt phải ngoài nhá. Và ngay tại vị trí này đâm vào đây. Nhưng nhớ là chỉ đâm vào cái một cạnh ở phía dưới thôi nhá mọi người. Đây, đâm vào nửa cạnh này thôi nhá. Bỏ qua. Và các bạn kéo lên. Như thế này. Bây giờ với bên này nhớ là chỉ bên cạnh thôi. Ở phía trên là lấy một nửa cạnh nha mọi người. Ở phía dưới là lấy hết cả chữ V. Như này. Kéo ngược lại. Làm thêm một lần nữa để cho chắc chắn ở phía đầu nhé. Đây. Tiếp tục lại một nửa nữa ở đây. Bắt đầu bây giờ mình sẽ bắt đầu khâu này. Nhớ là ở dưới là một hết này. Ở trên thì lấy một nửa cạnh thôi. Đó. Bây giờ các bạn sẽ khâu vào thôi. Tiếp tục nha. Sorry mọi người, mình bị nhầm ô trên này. À đâu đúng rồi mọi người ạ. Ô này đúng rồi. Nói chung là nó không bị lệch mũi đâu. Thì mọi người để ý đừng để nó bị quá là chênh nhau. Đây. Đó.
Tới đây là chỗ mà mình trượt mũi này. Tới đây mọi người nhớ cho mình là cái chỗ mình trượt á thì nó không có mắt xích đâu, cho nên mọi người sẽ chuyển thẳng qua cái chân bên này nhá. Đó. Thì đây chuyển thẳng sang bên chỗ này. Và lại tiếp tục. Chân này. Lại tiếp tục thôi. Đó, và cuối cùng hai chân mắt cuối cùng đây mọi người ơi. Đây. Ở cuối thì mọi người nhớ móc thêm một lần nữa để cho nó chắc chắn nhé. Để cho nó đỡ bị bung ra, tại vì là phía đầu nó khá là lỏng lẻo á. Đó. Thì mọi người đã được lòng của chiếc túi rồi. Tới đây các bạn sẽ đâm vào trong này để giấu len đi thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ giấu vào phía trong của cái túi nhé. Thì nó không thấy và cũng sẽ chắc chắn hơn. Thì bây giờ nhiệm vụ của mọi người là mọi người sẽ đi giấu nó vào bên trong này, sâu vào một chút xíu nhá mọi người. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi mọi người đã giấu xong cái sợi len nha. Mình đã móc xong cái phần thân túi nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần quai túi. Thì các bạn sẽ dùng cái len này. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình 5 hoặc 6 cái kim móc đánh dấu nha. Để đối với các bạn làm lần đầu tiên nha mọi người, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cùng biết. Thì các bạn vẫn tạo vòng tròn ma thuật này. Kim móc đầu số 4 này. Kéo qua này. 1 mũi mắt xích này. 2 mũi này. 5 sẽ móc lên cho mình 5 mũi mắt xích. Và với mỗi mắt xích thì các bạn sẽ đánh dấu vào một lần cho mình nhé. Các bạn chú ý là mình sẽ lấy cái màu hồng bắt đầu tiên này.
1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cái cuối cùng mình sẽ đánh dấu màu tím nhé mọi người. Và các bạn rút vào. Bây giờ nhìn thấy chân mắt màu hồng đúng không mọi người? Các bạn sẽ đâm vào đây này, chân mắt màu hồng nhá. Nhớ vị trí nha. Kéo qua. Móc mũi đơn. Rồi lại đánh dấu màu hồng vào. Tiếp tục lại đến màu vàng. Đấy, vậy là mình đánh như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái chân mắt á. Thì các bạn không phải đi tìm á, đối với những cái bạn mà chưa biết lần nào. Thì đối với bạn nào mà đã quen thuộc rồi thì các bạn không cần làm như thế. Tại vì là cái sản phẩm nó bé cho nên là việc làm nó sẽ nhìn thấy nó sẽ khá khó khăn. Tiếp tục lại đến màu xanh ở đây này. Tiếp tục đến màu đỏ này. Tiếp theo là đến màu tím này. Màu tím là mũi cuối cùng đúng không mọi người? Cả nhà ơi, mình đã móc xong cái phần một cái quai túi này. Thì bây giờ mình hướng dẫn mọi người móc một quai túi nữa nha. Thì mình sẽ hướng dẫn này. Tí nữa mình sẽ đặt cái quai nó như thế này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái quai túi này nha. Các bạn sẽ sử dụng màu len này. Móc cho mình lên một vòng tròn ma thuật. Và cách tạo vòng tròn ma thuật thì như ở đầu video mình đã hướng dẫn rồi. Đó. Và mình vẫn sử dụng là kim móc đầu 4mm kéo lên. Bây giờ các bạn móc lên cho mình một mũi mắt xích và móc vào trong vòng tròn này tổng cộng là 5 mũi đơn. 1 2 3 3 này, 4 và 5. Ở đây ấy, đối với các bạn nào mà các bạn làm cái túi to hơn thì các bạn sẽ móc tăng cái số mắt xích này lên nha. Cái số mắt xích nó sẽ là cái bán kính của cái dây này, tức là nó tròn to lên hay như thế nào đó, hoặc là nó bé đi thì sẽ phụ thuộc vào số mắt xích này. Đó. Thì bây giờ mình làm cái dây bé thì mình chỉ làm là 5 mắt xích thôi. Và với những bạn nào chưa biết á, thì các bạn sẽ sử dụng 5 cái kim đánh dấu và sẽ đánh dấu vào 5 mắt xích nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn này. Các bạn rút dây lại này và đánh dấu vào 5 cái mắt xích lúc nãy vừa rồi. Đây là mắt xích đồ thứ 5 này. Thứ tư này. Thứ ba này. Thứ hai. Và cái chân mắt đầu tiên thì mình để đây đã. Để mình đánh nó vào đây. Trượt qua đây nhá. Kéo qua này. Nhưng mà các bạn móc lên một mũi đơn nhá. Ok.
Tới đây các bạn sẽ lại đánh dấu cái chân mắt này vào cho mình. Đánh dấu cái chân mắt này. Thì trước hết là tại sao mình lại bảo các bạn đánh dấu vào? Thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ phải xác định được cái chân mắt số 2 đúng không? Thì đây chính là cái chân mắt mình vừa đánh dấu là số 2 rồi. Nhiều bạn không biết thì các bạn sẽ đâm vào những cái chỗ như thế này thì nó sẽ rất là khó. Chính vì vậy mà các bạn sẽ sử dụng là cái kim móc này, cái chân móc này. Thì mình không đánh nhiều, mình đâm vào đây luôn này. Thì các bạn thấy là cái mắt xích của mình nó đang như thế này rồi đây. Đấy, đây là chân mắt đầu tiên thì mình bảo các bạn đánh dấu vào là như thế. Mình sẽ đánh dấu cái chân mắt đầu tiên vào nhé. Để tí nữa các bạn đếm cho nó dễ. Chân mắt đầu tiên mình sẽ đánh dấu hẳn vào này. Tiếp theo là có phải là đến chân mắt số 3 không? Thì nó là màu tím mình đã đánh dấu rồi này. Rất là dễ để phát hiện ra. Tiếp theo là chân mắt số 4 này. Tại vì nó bé đấy mọi người, cho nên là với các bạn mà chưa quen thì nó rất là khó. Tiếp cục là chân móc số 5 cuối cùng này. Bây giờ là đến cái chân mắt này. Là chân mắt quay trở lại đầu tiên đúng không? Đây các bạn nhìn nó sẽ là cái cạnh này. Đó. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cái chân mắt này vào nhé. Bây giờ các bạn sẽ xác định các số chân mắt như sau này. Đấy là chân mắt thứ nhất đúng không? Thế bây giờ mình còn 4 chân mắt tiếp. Thì các bạn nhìn này, đây là cái chân mắt lúc nãy các bạn móc này. Đây. Bây giờ các bạn quay sang bên này này. Ngay ở đây nó sẽ có một cái lỗ này. Đây chính là chân mắt số 2 này. Ngay bên cạnh nữa là chân mắt số 3 này. Ở đây này. Ngay bên cạnh nữa đây là chân mắt số 4 này. Và bên cạnh nữa là chân mắt số 5 này. Đó. Tới đây thì lại quay trở lại mắt xích đầu tiên rồi. Thì các bạn thấy là nó đã thành được một cái hình tròn ở đầu ấy này. Ok, vậy bây giờ mình sẽ móc vào cái chân mắt đầu tiên. Đấy, nó lại là đây. Với những bạn nào mà chưa quen thì các bạn có thể đánh dấu nó vào để đến lúc mà mình đếm cho nó dễ, để không bị nhầm ấy. Tiếp tục là số 2 đúng không? Số 2 là ở đây. Đó, số 3 là ở bên cạnh. Số 4 ở bên này. Và cuối cùng lại là số 5 thì lại quay lại chân mắt đánh dấu. Đấy. Thì các bạn hình dung là nếu như mà các bạn cứ móc dần lên ấy thì cái chiều cao của cái dây ấy nó sẽ được tăng lên. Đây là chân mắt số 5. Thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn đến đây thôi. Bây giờ các bạn sẽ móc dần lên đến khi nào được cái chiều rộng, chiều dài mong muốn thì đây, mình sẽ làm hai cái dây nó bằng nhau. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi đến cuối và mình sẽ hướng dẫn mọi người chốt cái mắt xích nhá. Và mình hướng dẫn này. Cái dây ấy sẽ có độ dài như sau. Tí nữa ấy, mình sẽ đặt cái dây nó như thế này này. Đó, thì các bạn làm sao mà nó sẽ vừa được ba cái chiều này của túi này, và nó sẽ phải thò lên một chút để mình làm cái tay cầm. Thì đối với mình như thế này là ổn rồi. Chính vì vậy mà mình sẽ làm cái dây túi nữa, nó sẽ ngang như thế này. Đó, thế thì các bạn sẽ làm hai cái dây giống nhau. Và tí nữa mình sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi mọi người đã móc xong cái chiều dài của dây túi nha. Ok mọi người ơi, sau khi mà mình đã làm được hai cái dây như thế này thì đến mũi cuối cùng các bạn sẽ trượt vào cho mình nhá. Trượt vào đây này, cạnh này. Kéo này, kéo thẳng qua đây luôn. Đó. Rồi móc lên một mũi mắt xích là đã xong. Cắt nó đi, kéo lên là đã khép lại được rồi. Và hai cái này sẽ có chiều dài bằng nhau nha mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ luồn nó vào đây. Thì ở đây sẽ có hai cách. Với cái cách hôm nay mình sử dụng á, là mình sẽ sử dụng chắc là mình sẽ sử dụng keo nến ấy mọi người. Còn hoặc là các bạn có thể dùng kim để các bạn khâu ấy. Thì các bạn sẽ khâu xung quanh như thế này. Như thế này.
và đương nhiên là mặt còn lại cũng sẽ thế. Thì là các bạn sẽ làm được xong cái quai. Thì bạn nào mà lười thì các bạn có thể bơm keo nến xung quanh các bạn dính vào là ok. Còn nếu như mà bạn nào cẩn thận hơn ý, thì các bạn sẽ luồn kim rồi các bạn khâu. Đặc biệt là những cái quai túi mà với cái túi mà size to mà mình bảo các bạn có thể làm size to ấy, thì nhớ là size to thì nên là khâu nha mọi người. Khuyến khích là khâu, tại vì là lâu thì nó sẽ không được cái viền nó sẽ không được đẹp ấy mọi người, và lâu dần nó sẽ bong ra ấy, thì mình sẽ không được chắc chắn bằng việc là mình khâu nhá. Mình khuyến khích là nên khâu hơn, nhưng mà khâu nó sẽ lâu hơn so với việc dán đúng không? Đó. Vậy thì mình sẽ làm cái họa tiết là để xung quanh như thế này nhé mọi người. Đấy, như thế này. Đấy. Và sau khi xong thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người sau nha mọi người. Sau khi mình đã dán hoặc là khâu xong chiếc viền túi. Cả nhà ơi, mình đã móc xong cái, đính xong cái dây rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ lấy cái mắt nhá, để mình dính vào. Thì ở đây mình có một cái hộp, mình sẽ chọn ra cái mắt mình dán. Nếu mà các bạn có cái mắt mà nó có cái hình gọi là kiểu có mi ấy mọi người thì cũng sẽ rất là xinh. Còn ở đây mình không có thì mình chỉ sử dụng được cái này thôi. Bây giờ mình sẽ dính vô đây nhá. Dính vào như này. Đó. Đây là cái mũi này. Đó. Thì mình sẽ dính như thế này. Các bạn nhìn cái vị trí mình dính nó sẽ là ở những cái chỗ như thế này này. Đây này, những cái đỉnh ở chỗ đỉnh hình vuông ấy. Đây này. Thì nó sẽ cân. Đó. Hoặc là các bạn có thể dính gần hơn một xíu là ở đây. Dính ở đây chắc xinh hơn. Thì mình sẽ dính ở đây. Mình sẽ sử dụng cái keo nến để mình dùng nha mọi người. Mình không có cái máy bắn keo, không có súng bắn keo nên là mình sẽ dùng bật lửa thôi. Và bây giờ mình sẽ dính, sau đó mình sẽ gặp lại mọi người nhé. Mọi người ơi, mình đã dính xong mắt của cái túi rồi. Và mình thấy rất là cưng. Cái túi này thì các bạn có thể đựng vừa iPad. Thì tuy nhiên thì mọi người có thể làm theo cái size mọi người mong muốn. Tức là mọi người thích nó to hơn thì mọi người cứ tăng vòng lên. Và cái dây này mọi người cũng có thể móc tùy ý nha mọi người. Và mình khuyên chân thành là các bạn nên sử dụng cái kim khâu để khâu vào nhá. Thì nó sẽ liền và nó không bị nhăn nhở như kiểu là dùng keo nến. Và hơn nữa nó còn chắc hơn keo nến rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình sẽ mất cái thời gian khâu hơn một chút xíu thôi. Đó. Và với mẫu túi này thì các bạn có thể làm rất là nhiều màu khác nhau. Và mình sẽ cho mọi người xem ví dụ thêm một vài màu nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã xem video tới tận đây. Và hy vọng tất cả mọi người đều có thể làm được cái mẫu túi này nha. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách like và subscribe cho kênh YouTube của mình thật nhiều. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.